hoặc là em bước xuống chiếc G63, lúc nào chiếc G63 cũng sang hơn. Còn nói gì nữa, xe nó mắc tiền mà. Bây giờ em sao bởi, nhưng mà bởi em nói em có tiền nữa, em không mua gì hết, em để dành tiền mua G63. Cái anh nói thôi rồi ok, em mua G63 anh được lái mà lấy gì em không chịu. Vô. Ủa, đau quá à, xỉn rồi. Chấm bụng xỉn. Xin chào các bạn, nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, chủ nhân kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Ngày hôm nay nữa thì tính ra cũng còn khoảng tầm không bao nhiêu ngày nữa là đến Tết rồi các bạn. Thì Duy đang trên đường đi chào Vinh để giao chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG phiên bản V1 cho anh Lộc. Thì lúc mà anh Lộc đặt cái chiếc xe C300 AMG các bạn thì nó chưa có cái phiên bản V1 ha. Đó, và anh Lộc quyết tâm coi như là chỉ lấy cái phiên bản V1 này thôi, cho nên là đợi mãi đến bây giờ thì mới có xe để mà giao cho anh Lộc nè. Đó thì bây giờ là Duy đang tới cầu Gạch Miễu rồi, thì dự kiến khoảng tầm 1 tiếng đồng hồ nữa thì Duy sẽ có mặt tại nhà anh Lộc để mà bàn giao cái xe này cho anh Lộc ha. Thì ok, một lát nữa thì Duy sẽ mời các bạn cùng Duy là giao chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG phiên bản V1 này cho anh Lộc nha. Ok các bạn. Đây xe anh Lộc đây. Đẹp quá. Bữa mới xem ngày hôm qua rồi còn ngon nữa hả? Ngon chứ. Ngon hả? Ở đây mình xuống được không anh Lộc? Xuống đây. Ăn gì chưa? Sáng ăn sáng thôi. Anh em ăn sáng rồi. Lát mình đi ra quán ăn rửa xe luôn. Tặng cho chị. Anh nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Cảm ơn anh chị nhiều đã tin tưởng ủng hộ em. À, bị quằn suốt, bị ống quằn. Ồ. Vô luôn. Wow, quá đẹp luôn nè. Ô, chiếc này to kinh ha. Em chiếc này bao nhiêu tiền em? Dạ chiếc này là 9 triệu 9 à. Ồ, 9 triệu 9 mà nó to vậy luôn á hả? Dạ. Tải nó gầm tầm khoảng gần 100 kg à. Ồ, vậy là nó chạy nhanh không? Chiếc này chạy nhanh không? Dạ, chạy cũng vừa anh, nhưng mà thêm cái lớp cao su. Ồ, lớp cao su. À, lớp cao su nó em nè. Dạ. Còn cái kia là cao su cứng đúng không? Cái này cao su mềm đúng không? Đẹp quá ha. Mấy chiếc này hai anh em chạy được nè. Nhà hai đứa đi. Còn mấy chiếc này là một đứa thôi. Có ông xe nào chị không có gì? Có mày bách nữa nè. Mày bách đây. Bentley, Lamborghini. Quá à. Chị mấy xe này mấy đứa nhỏ vô đây chắc ghiền lắm chị ha. À, không chịu về luôn ha. À. Ồ. Đẹp quá trời. Chiếc này gầm cao nè. Chiếc đó nhiều ta. Dạ chiếc đó là 4 triệu rưỡi. Ồ, nguyên chiếc bự to rẻ nha. Chiếc này có 4 triệu rưỡi thì quá ok, quá hợp lý luôn nè. Nguyên cái dàn đèn luôn nè. À. Cái dòng này là dòng hai máy. Dòng này hai máy bình nhỏ thì giá tầm khoảng 4 triệu rưỡi. Còn dòng của nó hơn là dòng 6 triệu. 4 máy bình bự. Tải của nó sẽ tầm khoảng 60 kg. 60 kg. Chiếc này là giống luôn đúng không em? Dạ đúng rồi. Chiếc này giống luôn không? Trong chiếc này đúng không? Giống nó như là nó 4 máy Tesla nè.
Xe mô tô thì bên này ồ mô tô nè, cá mập này nọ tùm lum hết nè. Nhìn hấp dẫn ha, mấy đứa nhỏ vào đây thì thôi chứ không chịu về luôn á. Đủ thứ đồ chơi hết, công nhận giờ mấy đứa nhỏ nó sướng ha. À, chiếc xe này như đang hot trên mạng nè, đúng không? Chiếc này mỗi lần sạc điện đi được bao nhiêu cây số em? Dạ đi được tầm khoảng 50 cây mới hết bình. 50 cây là nếu mà đi chợ hàng ngày gần gần là chắc đi cũng cả hơn cả tuần lễ ha. Dạ đúng rồi. À. Chiếc này bao nhiêu tiền em? Dạ chiếc này là 10 triệu. Ừ, 10 triệu. Đi được 50 cây. Ừ, dễ thương quá ha. Chiếc này cũng đẹp quá nè. Chiếc này khác chiếc này đúng không em? Dạ nó khác mẫu nhưng mà giá tiền nó bằng. Ừ, thiết kế khác thôi. Chị, mấy chiếc này chắc chị bán chạy lắm đúng không? Chạy á, bán chạy hàng á. Ở dưới đây ít lắm. Vậy hả? Ừ, ở chợ thì nó ok. Em thấy đang về đang tục chiếc bán được chiếc bán được chiếc. Chiếc này đi chợ vòng vòng chở mấy đứa nhỏ đi chơi nè. Hợp lý nè. Cái này là xăng tăng á, bán mới được. À. Nội trong mấy chiếc xe này em thấy là chiếc này là nhìn hấp dẫn nè, hai chiếc này nè. Ở trường không, mấy cái ghế này xem nó bụi. To, thật là to luôn. Hai đứa đi chung với bác tài luôn hả? Dạ. Bây giờ lát ra có bác tài đi chung luôn, cái chỗ đó là cái xe này lớn thì đậu được. Dạ. Rồi mình chạy đi rồi anh bác tài chạy theo. Ha. À. Đây, sắp chị cho, hồi sẵn quảng cáo giùm. Lát năm gì về Trà Vinh có một lần vậy gì? Dạ đúng rồi. Thì bán được mấy xe là đi mấy lần á. Sang năm mà anh Lộc với chị ủng hộ thì đi tiếp. Ha anh Lộc. Không sợ anh Lộc nữa hả Duy? Chứ đâu, Lộc bình thường chứ đâu sợ anh. Anh Lộc cũng nhận hả? Hên chứ anh Lộc hả? Ừ. Tính ra cũng hên anh Lộc. Lắm rồi ta. Bốc hơn anh Lộc. Ừ, quán này dễ thương quá ha chị. À, mát. Quán này mát. Mà chị cái sông này cái hồ này chắc nó thông ra sông không? Không. Thấy nước nó sạch đó. Ta nuôi cá. À nuôi cá hả? Giờ dưới này người ta đang nuôi cá luôn. Đúng rồi. Có câu nữa. À, câu luôn. Vừa nuôi cá rồi vừa kinh doanh nhà hàng trên này luôn. Hợp lý ha. Trên thì gần kiếm mấy quán vậy hơi chị, mấy cái cầu này mấy ông nhậu xỉn rồi đi lọt sông rồi sao? Nó đang làm hay gì á? Phải có lan can chứ. À, đúng không? Chưa làm bên đây đâu. Chứ mấy ông nhậu xỉn là mấy ông đi lọt ngay luôn nè. Chắc phải làm lan can. Lan can á. Dạ, cảm ơn anh Lộc, cảm ơn chị nhiều nha. À, cảm ơn anh chị đã tin tưởng ủng hộ em. Dạ. Bán có lời không? Làm gì cảm ơn dữ vậy. Ủng hộ là vui rồi chị. Nói chung bán thì phải có lời chứ sao bán không có lời được. Nhưng mà hôm nay cũng cảm ơn Di. Nói chung mà Di cũng chịu cực chịu khổ rồi từ tháng 11 tới giờ. Trong hồi lấy xe cũng lấy lâu rồi. Nhưng mà tới bây giờ mới có xe này. Đúng không? Dạ. Vô thảo. Nói chung mà mấy mọi người ở Trà Vinh mà có muốn mua thì liên hệ Di nha. Số điện thoại máy đập luôn. Có trên kênh lúc nào em cũng có để số điện thoại hết. Nói chung mà Di bán xe dễ thương lắm. Ai Trà Vinh có muốn ủng hộ thì liên hệ Di. Dạ. Chiếc G63 chị biết lắm. Cái dốc mà nó thẳng đứng lên gì nè. Dốc núi thẳng đứng nó chạy lên luôn. Đi chị xuống luôn. G63 lắm. Em nói không có địa hình nào mà nó không chạy được luôn á. Mình lên mình trải nghiệm cái chiếc xe G63 mình mới thấy là tại sao Mercedes-Benz nó làm một cái khu giống như một bảo tồn, cái khu vực để cho khách hàng mà tới mà trải nghiệm tham quan.
khu vực bảo tồn á, giống như chiếc xe đó nó có một cái giá trị lịch sử mà riêng. Cái khu đó khách nào vô chạy cũng được hay sao? Nó sẽ booking trên cái hệ thống của nó là một lần một giờ trải nghiệm của nó là nó tính bao nhiêu tiền á. Đó là cái đoàn của em book cái đó. Đó, rồi có mấy cái chuyên gia chở mình đi trên cái G63 đó. Những cái dốc thang đứng vậy nè, hoặc là những cái bậc tam cấp đó, nó chạy lên hết à. Không có chỗ nào nó chị không chạy được. Chị phái cái chiếc G63 lắm, mà anh nói thay vì mua chiếc G63 để anh mua 3 chiếc khác. Phải 3 chiếc khác, nhưng mà cái cảm xúc người ta mua chiếc xe không phải là để đi. Nhiều chiếc xe đắt tiền đó, chị thấy là mười mấy, hai mấy tỷ hoặc là mấy chục tỷ một chiếc. Họ mua xe đó không phải họ để đi đâu, nhưng mà mua chiếc xe đó để họ thỏa mãn cái cảm xúc. Tại vì khi mà chị ngồi lên chiếc xe đó, chị lái, nó có một cái cảm xúc đặc biệt đó. Là cái giá trị đó là cái giá trị cảm xúc nó mới là đem đến cho người ta sẵn sàng người ta bỏ thêm nhiều tiền để mua cái xe đó. Chứ còn mua đó xe sử dụng là khác. Quả của mình đó. Mua xe sử dụng đó, mua xe để chạy đi làm, chạy lên đây chỗ kia này nọ thì nó lại khác. Còn chiếc xe nó cảm xúc của người ta lên, người ta ngồi, nó mang lại cho người ta cái cảm giác đó. Nhưng mà thiệt á, em bước xuống chiếc BMW hoặc là em bước xuống chiếc G63, lúc nào chiếc G63 cũng sang hơn chứ. Còn nói gì nữa? Xe nó mất tiền mà. Bây giờ em sao? Nhưng mà bởi em nói em có tiền nữa, em không mua gì hết, em để dành tiền mua G63. Cái anh nói thôi. Rồi ok, em mua G63 được lái mà lấy gì em không chịu. Vô. Ủa, lâu quá à, xỉn rồi. Chấm bụng xỉn. Vô đi Thái. Vô em. Thảo lộn. Nhà Sài Gòn em nghĩ chắc là tâm hoàng không quá. Tết nay em đi về quê không? Dạ có. Tết nay nói công ty đưa chiếc G63 vài bữa về xe đét. G63 xíu em còn chưa được đi. Chiếc đó mắc tiền nó đâu có dám lấy đi. Trời, chị thấy chiếc G63 mà nó full đen luôn. Chị nói thiệt á, chị ghiền luôn á. Nhìn chị ghiền luôn, full đen luôn, nói chung là đen là chị phái à. Em ăn đi ngầu. Em chị thích phong cách ngầu. Ăn đi Thảo. Ăn Thảo ơi. Ăn đi. Món này là món gà mắp nhĩ hả chị? Đúng rồi. Đặc biệt món này đặc biệt của quán hả? Ngon. Ngon. Chứ đặc biệt quán chị không biết quán món nào. Hỏi em. Món này luôn hả? Rồi chị gọi đúng nè. Ăn đi em, chị trả đồ đũa nè. Cá này to á chị. Chắc chắn là chắc nuôi lâu rồi. Mấy năm rồi đấy. Đó, cá to ghê không? Tính ra mật độ cá đây chắc đông á. Thảy xuống cái là nó có liền rồi thấy không? Em thảy nó đi cho ảnh quay. Hấp gì thảy. À, trời. Mấy người ở Sài Gòn về đây chắc thích lắm chị ha. Mẹ. Ủa, thấy Phú Mỹ Hưng nó cũng nhiều chỗ thương nghiệp mà gì? Có nhiều đâu. Em nghe nè. Cái chìa khóa này em biết một cái như tiền nha. 20 triệu. Khùng nó cái chậu đi hết. Thì đang quay. Rồi bây giờ xé tem. Xé tem là sự quý tộc luôn. Nghe tiếng sướng hả anh Lộc hả? Thì lên sự quý tộc. Rồi bây giờ là cái này là kiến lên xuống là biết rồi ha. Rồi bây giờ là vị trí ghế. Tần số là biết hết rồi đúng không? Tần số biết rồi. Chỉnh ghế. Cái này là lóc cửa với mở cửa hả? Mở cửa, lóc cửa, tự động luôn rồi. Chỉnh ghế là... Chỉnh ghế, tới lui lên xuống gối đầu cho anh Lộc. Tới. Cái này là gối đầu hả? Dạ. Chỉnh gối đầu. Đụng cho lỡ thấy nè. Cảm ứng lực anh là mẹ nó có nhớ không?
có nhớ anh Lộc bấm M123 đó. Dù anh bấm M1 là nó nhớ số 1. À, anh Lộc để nấc đầu tiên, nấc đầu tiên là nấc tự động ha. Nấc này là tự động. Hai cái nấc đầu tiên là tự động. Còn tự động có này là tự mình làm. Dạ, tự nó gạt liên tục. Còn bấm vào là xịt nước. Rồi đèn pha là cái này hả? Đèn pha là nháy đèn chỗ đó luôn. Xi nhan luôn. Cái này xi nhan là cái này. Dạ. Rồi cái đèn auto là mình chỉnh như thế nào? Cái đèn auto anh cứ để auto giùm em thôi. Cái chỗ này là đang auto hả? Đúng rồi, đang thẳng lên đó anh thấy không? Thẳng lên là auto đó. Còn anh xoay qua bên trái bên phải thì nó sẽ có những cái đèn khác nhau. Cái này là mở cái bộ. Cái đó là thắng tay. Thắng tay thì tự động nó xả thắng tay, nhưng mà trong những trường hợp mà nó không tự động xả thì anh kéo ra là xả thắng tay. Còn bấm vào là khóa thắng tay. Bây giờ đang B là đang thắng tay rồi. Đang thắng tay rồi. Dạ. Yeah. Tự động, anh đi xuống xe nó tự động thắng tay cho anh. Rồi bây giờ tới bên đây. Bên này thì những cái tính năng về giải trí và cài đặt. Rồi anh muốn cài đặt những một cái tính năng gì của cái xe á, chẳng hạn như hệ thống lóc cửa tự động, lóc cửa có tiếng kêu hay là gập gương tự động gì đó, thì tất cả mọi cái cài đặt thì anh sẽ vào trong này. Dạ, thì trong cái phần cài đặt nó có hệ thống hỗ trợ. Hệ thống hỗ trợ thì nó có là đề phòng va chạm nè, tránh va chạm nè. Tránh va chạm, đó, tắt mở ở đây. Đó, nếu mà anh đi trong thành phố thì có thể là tự động mình tắt cái tính năng hỗ trợ phanh. Đặc biệt nhiều khi xe máy rồi đi qua đi lại đó, thì nó sẽ thắng, cái xe mình tự động nó thắng thì nó cũng không hay. Ha, thì có thể là tắt ha. Cài đặt thôi, nói chung về cài đặt em đã cài sẵn hết rồi. Như lên xe là chạy thôi, không có gì nữa. Ví dụ anh muốn cài đặt đèn này anh muốn chọn màu khác thì anh vào phần đèn. Dạ, đèn nội thất, trang trí nội thất. Vô cài đặt thôi là sẽ chọn đèn màu sắc này nọ. Chọn cái này là cái điều khiển cái màn hình này nè, thay vì anh điều khiển cảm ứng thì anh điều khiển trên này luôn cũng được. Home nè, anh đang lái xe có thể anh không muốn rời tay lái thì anh điều khiển nè, thấy không nè. Rồi chỉnh cái đầu lái bấm vô dynamic chưa? Dạ, bấm mạnh. Dynamic là chế độ lái. Nó có Eco, Comfort, Sport, Sport cộng. Bữa anh Lộc nhất định phải chọn chiếc V1 chứ không chọn V0 ha anh Lộc ha. Dù giá nó rẻ hơn ha. Có nhiều khách hàng thì lại thích nó rẻ hơn. Rẻ hơn trăm mấy triệu khách hàng thích hơn. Có nhiều khách hàng như anh Lộc lại thích cái phiên bản nó phải đầy đủ nhất. Mà à. Ừ. Ok, để gì nói anh Nghĩa gọi cho anh Việt. Lát lên xe ngồi ngủ. Nãy giờ quên kêu chỉnh vụ màn hình nó như tới 4-5 cái. Cái này là gì ta? Cái giỏ để siêu thị này nọ để đồ anh. Hôm nay là nó hộp quà này nó tặng mấy chai nước luôn hả? Còn cái đó là gì? Túi y tế, sách hướng dẫn sử dụng. Không có tặng mình cái lót chân nữa ta. Lót chân em lót lên rồi. Lót rồi. Em lót lên rồi. Rồi cái đó là gì ta? Cái đó móc kéo xe. Dạ. Cái này mình dỡ lên. Bữa thấy gì dỡ lên. Cái này đựng đồ được không? Để gì đó để. Dạ. Chống ở dưới đó chống. Rồi nhấn cái này là đến thấy rồi. Này anh nắm. Rồi cảm ơn nhiều nha, rồi cái gì thiếu gì nó ấy, rồi cái gì thứ bảy mình chuyển tiền cái cần kia. Dạ. Hai thằng 4, mỗi thằng 2 tuổi. Tính quốc chiếc hai thằng ngồi. Tưởng rẻ 2 triệu mấy 3 triệu chơi về liền. 4 tuổi 2 tuổi nhiều bằng con em hả? Ừ. Quốc cái cho hỏi nhiêu 10 triệu. Đánh luôn. Vừa rồi thì Di đã bàn giao chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG V1 cho anh Lộc. Xong các bạn thì anh Lộc, các bạn thấy không, anh chị rất là nhiệt tình ha. Mời Di cùng với lại cameraman hai anh em đi ăn trưa xong rồi mới về nè. Đó thì nói chung là trong quá trình mà làm việc về chiếc xe mua bán giữa anh Lộc các bạn thì anh Lộc là một người coi như kiểu rất là thoải mái cũng như là mua bán rất là nhanh gọn luôn. Đó, thì Di trao đổi với anh Lộc hầu như là qua điện thoại thôi, các bạn là anh Lộc đã đặt cọc chiếc xe rồi đó, và chỉ chờ đến cái ngày mà nhận xe như là bây giờ đó các bạn. Đó là thanh toán này nọ, tất cả mọi thứ
đều làm việc qua điện thoại hết đó. Và như chỉ gặp anh Lộc đúng một lần ở showroom là lúc anh Lộc lên showroom để xem lại cái chiếc xe thôi đó. Và ngày hôm nay là Di bàn giao xe về nhà nè, anh Lộc cũng không có lên showroom Di để nhận xe đó. Thì cũng như là năm mới ha, Di xin kính chúc cho anh chị thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui, cũng như là có nhiều cái trải nghiệm tuyệt vời trên cái chiếc xe Mercedes-Benz C300 AMG V1 này. Và với Di các bạn thì những cái lần mà đi giao xe như thế này, bạn Di đều muốn là tận tay giao đến cho quý khách hàng của mình chiếc xe Mercedes-Benz, cũng như là bạn giao cái chìa khóa ha. Đó là một cái niềm coi như là niềm vui rất là lớn đối với Duy đó. Thì hầu như là các bạn thấy là trong năm vừa qua các bạn, năm nay chính xác là năm nay ha, năm vừa kết thúc mà, thì Duy rất là ít đăng những cái video clip về đi giao xe. Nhưng mà thật sự các bạn là Duy cũng hầu như là đi tỉnh cũng rất là nhiều đó, nhưng mà không có quay video clip nhiều nữa, bởi vì là trong thời gian qua là cameraman cũng bận nhiều việc ở gia đình á, cho nên là không có thời gian để đi chung với Duy, cho nên là sẽ không có nhiều cái clip để mà giao xe như thế này đó. Và hy vọng là trong năm nay sẽ có nhiều cái video clip giao xe hơn, cũng như là cameraman cũng như Duy sẽ sắp xếp được nhiều cái thời gian hơn để mà có những cái video clip như thế này để cho các anh chị các bạn xem. Ok, một lần nữa thì xin kính chúc cho các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui, cũng như là có một cái mùa Tết thật là vui vẻ cùng với gia đình của mình ha. Ok, hẹn gặp lại.